Thái Lan, con gái ông Thaksin Shinawatra được đề cử làm thủ tướng. Ban chấp hành đảng Pheo Thai đã tán thành bà Pattongthan Shinawatra, con gái của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, làm ứng cử viên thủ tướng để Hạ viện bỏ phiếu vào ngày 16 tháng 8. Ngày 15 tháng 8, Ban chấp hành đảng Vì nước Thái đã đề cử bà Pattongthan Shinawatra, con gái của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra và hiện là lãnh đạo đảng, làm ứng cử viên của đảng này để trở thành thủ tướng thứ 31 của Thái Lan. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Bangkok, Ban chấp hành đảng Pheo Thai đã tán thành bà Pattongthan làm ứng cử viên thủ tướng để Hạ viện bỏ phiếu vào ngày 16 tháng 8. Trước đó, các nghị sĩ của đảng này đã bỏ phiếu vào sáng cùng ngày để đề cử bà Pattongthan thay vì ông Chaikasem Nitisiri, một ứng cử viên khác của đảng Pheo Thai. Trước khi Ban chấp hành đảng Pheo Thai bỏ phiếu tán thành bà Pattongthan làm ứng cử viên của đảng này ra tranh cử thủ tướng, hai đối tác quan trọng trong liên minh cầm quyền là Đảng Tự hào Thái Lan và Đảng Quốc gia Thái Lan, Thống nhất, đã tuyên bố trung thành với liên minh do đảng Pheo Thai đứng đầu. Lãnh đạo hai đảng trên cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên thủ tướng của đảng Pheo Thai vào ngày 16 tháng 8, miễn là ứng cử viên đó không ủng hộ việc sửa đổi điều 112 của Bộ Luật Hình sự, còn gọi là luật khi quân. Theo luật bầu cử của Thái Lan, một ứng cử viên được bầu làm thủ tướng phải giành được sự ủng hộ của hơn một nửa số thành viên Hạ viện, 493 nghị sĩ, tương đương 247 phiếu bầu trở lên. Liên minh cầm quyền 11 đảng do đảng Pheo Thai dẫn đầu hiện nắm 314 ghế tại Hạ viện.